Chào mừng các bạn đã đến kênh Duy Tân Food. Đây là món bao tử hầm tiêu. Món này ăn cực kỳ ngon luôn các bạn. Và cách chế biến cũng rất là đơn giản. Chỉ có khi mà sơ chế bao tử thì hơi lâu một tí, và phải xử lý đúng cách để loại bỏ mùi hôi á. Món này thì sẽ ăn giống như là lẩu vậy các bạn. Mình ăn kèm với miếng hoặc bún. Rau thì là mồng tơi, nè, cải bẹ xanh, mướp. Nếu thích các bạn có thể thêm các loại nấm. Và mình cũng đã chia sẻ cách nấu cũng như cách sơ chế sao cho bao tử nó loại bỏ được mùi hôi á ở phần sau video á. Nếu thích món này thì mời các bạn cùng theo dõi video nha. Và mình đã chuẩn bị đây là một cái bao tử heo, nó tầm khoảng 600g các bạn. Bao tử mua về thì các bạn lộn mặt trái ra, mình chà rửa với muối với chanh nó khoảng 3-4 lần, rửa sạch lại. Mình lộn mặt trái, mình cạo bên trong, bên trong nhớt rất là nhiều. Và mình để đây xíu nữa mình sẽ lăn qua nước mắm để mình khử mùi hôi nha các bạn. Và đây là nửa ký xương heo, mình đã chần qua nước sôi rồi để lát mình nấu nước dùng. Các bạn có thể thay thế bằng xương gà cũng được nha. Và mình cũng chuẩn bị một ít củ cải trắng nè và củ sen. Gia vị không thể thiếu là tiêu xanh, gừng nè, hành tím, hành tây, tiêu sọ và tiêu đen. Phần nước dùng nấu sẽ hơi lâu nên mình đem phần xương này đi nấu nước dùng trước nha các bạn. Mình cho phần xương này vào nồi từ nước lạnh luôn, mình sử dụng đây là 2 lít nước. Cho vào một củ hành tây nhỏ, mình chẻ đôi ra. Khoảng 2-3 gốc ngò rí á, mình rửa sạch rồi mình lấy phần rễ luôn. Thêm vài củ hành tím cho nước dùng mình nó thơm. Và một muỗng cà phê muối. Đầu tiên các bạn cứ nấu lửa lớn cho sôi bùng lên rồi mình vớt bọt rồi mình nấu riu riu nha. Để khử mùi hôi của bao tử mình cho vào chảo khoảng nửa chén nước mắm, mình nấu cho sôi lên. Nấu sôi lên mình cho bao tử vào mình lăn. Các bạn nhớ là trong lúc lăn này là mình bao tử các bạn lộn ra mặt trái nha. Mình lăn đều hai mặt luôn cho cái phần bao tử nó săn lại. Mình trở qua trở lại cho lăn đều hai mặt luôn. Các bạn có thể chà sát cái phần bao tử vô chảo á. Mình dùng cái kẹp hoặc đũa vậy nè, mình kìm lại mình chà sát vậy nè, các bạn lăn kỹ phần này. Xong rồi mình sẽ đem ra ngoài mình rửa sạch lại và mình cạo sạch lại một lần nữa. Vậy là bao tử nó sẽ hết mùi hôi. Đây là phần bao tử mình lăn nước mắm xong mình đem ra ngoài mình cạo lại, mình rửa sạch lại 2-3 nước rồi nè các bạn. Rất là sạch luôn đó, không còn hôi nữa, rất là thơm luôn á. Giờ mình sẽ lộn ra bề trái mình để đây, mình để cho nó ráo mặt nha. Ở cái nồi nước dùng thì thỉnh thoảng các bạn cũng vớt bọt để cho nồi nước dùng của mình được trong. Cái phần bao tử sau khi để ráo mình đã lộn lại mặt phải ra ngoài rồi nè các bạn. Trước khi luộc thì mình sẽ cho gia vị vào trong này nha. Mình cho vào một nhánh gừng nhỏ mình cắt lát nè. Nửa củ hành tây mình cũng cắt nhỏ ra, mình cắt đôi ra. Vài củ hành tím khoảng 2-3 củ là được rồi. Tiêu xanh 1-2 nhánh. Tiêu sọ và tiêu đen luôn, mình cho mỗi thứ mỗi muỗng cà phê. Nếu có tiêu sọ không hoặc tiêu đen không thì bạn dùng một thứ thôi cũng được. Mình sẽ dùng cái tăm á, mình gài lại để khi mình luộc nó không có bị trào cái phần gia vị trong ruột ra. Mình cho gia vị vào trong này nè, mình để mình luộc á, phần bao tử sẽ rất là thơm. Mình sẽ cho vào nước mình luộc luôn, mình cho từ nước lạnh luôn các bạn. Các bạn canh phần nước phải ngập phần bao tử này nha, nó khoảng 1 lít là ngập rồi các bạn. Mình cho vào một ít gừng nè, tiêu xanh và hành tây. Nêm vào phần nước luộc này một muỗng cà phê muối nè, một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê bột ngọt.
Mình nấu lửa lớn cho phần này nó sôi lên rồi mình mới giảm lửa. Và mình cũng nên cái bao tử này mình trở lại á, để cho nó chín đều nha các bạn. Mình giảm lửa xong các bạn có thể đậy nắp lại. Khi đậy nắp á, mình cũng để hở hở vậy nè, để cho nó không có bị trào. Và thỉnh thoảng các bạn cũng nên dở nắp ra, mình trở mặt cái phần bao tử á. Cái phần nước luộc này mình sẽ không có sử dụng. Nếu các bạn mà muốn sử dụng luôn phần nước luộc này thì các bạn không nên đậy nắp. Nếu đậy nắp thì nước sẽ bị đục. Trở lại với nồi nước dùng, hồi nãy giờ mình nấu cũng được gần 1 tiếng rồi nè các bạn. Mình chỉ vớt bỏ cái phần hành tây, hành tím và cái rễ ngò ra nha. Mình để lâu quá nó sẽ bị rã trong nước luôn á. Và mình sẽ nấu lửa liu riu thêm phần này thêm nửa tiếng nữa để ra hết nước ngọt của phần xương này luôn. Ở cái phần bao tử á, thông thường á, luộc có thể sẽ từ 1 tiếng trở lên thì bao tử nó mới chín mềm, tùy vào bao tử lớn hay nhỏ. Nhưng mà để giữ được độ giòn của bao tử á, nó vừa chín nhưng mà nó chín nó mềm giòn á, thì các bạn luộc 45 phút thôi và mình ủ trong nồi vào 15 phút nữa. Các bạn có thể dùng đũa mình xăm thử. Mình luộc được 45 phút rồi, mình xăm thử thấy nó cũng đã chín rồi nè. Và mình sẽ tắt lửa. Và mình sẽ đậy nắp lại trong để yên trong đây luôn khoảng 15 tới 20 phút nữa thì nó chín mềm mà nó sẽ giữ được độ giòn và nó cũng không có bị đen nữa, phần bao tử nó cũng không bị đen nữa. Sau khi tắt lửa nếu thấy nước nó không ngập phần bao tử các bạn chế thêm nước sôi vào cho nó ngập luôn nha. Mình chế ngập luôn rồi mình đậy nắp lại. Không có nấu nha các bạn, mình chỉ đậy nắp lại thôi. Nủ ở đây từ 15 tới 20 phút chờ nó nguội. Phần nước dùng sau khi đã nấu được hơn 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng rồi nè, mình sẽ vớt cái phần xương ra. Nếu kỹ các bạn có thể lọc qua rây nha. Nước dùng khi nấu đã gần 2 tiếng nó sẽ cạn bớt, các bạn có thể đông lại. Nếu mà không đủ 2 lít, mình có thể chế thêm nước lọc cho đủ 2 lít nha các bạn. Và mình để đây, mình sẽ chuẩn bị đi nấu công đoạn cuối cùng luôn. Mình cho vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn, phi thơm 1 muỗng cà phê hành tím nè. Cho vào một ít gừng mình cắt sợi á, khoảng một nhúm thôi. Cho thêm tiêu xanh vào luôn, 1-2 nhánh. Một muỗng cà phê tiêu sọ và một muỗng cà phê tiêu đen. Xào cho cái phần này nó thơm lên, rồi mình cho nước dùng vào. Sau khi cái hỗn hợp này nó thơm lên rồi, mình cho hết 2 lít nước dùng vào đây luôn. Cái nước này là cái nước nấu xương lúc nãy các bạn. Cho phần củ cải và củ sen vào luôn. Nấu sôi phần này lên thì mình sẽ nêm nếm luôn nha các bạn. Mình sẽ nêm ở đây 2 muỗng canh đường phèn. Với những món nước như này mình nêm đường phèn á, sẽ ngọt thanh hơn. 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh bột ngọt và 1 muỗng cà phê muối. Cuối cùng là thêm 1 muỗng canh nước mắm nữa. Mình cho thêm vào đây là 1 chén nấm rơm. Khuấy đều lên thì các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nha. Cái món này sẽ ăn kèm với rau, với bún thì các bạn sẽ nêm mặn hơn canh tí nha. Trong lúc này thì cái phần bao tử mình cũng đã nguội rồi, mình sẽ vớt ra và mình đem đi cắt luôn. Nhớ gỡ cái phần cái tâm ra nha các bạn, tâm tre á. Mình dùng kéo mình cắt đôi ra. Và mình loại bỏ cái phần gia vị mình để ở trong bao tử này các bạn. Các bạn loại bỏ hết phần này. Và mình sẽ cắt từng miếng. Các bạn cái này các bạn cắt hơi dày một tí, đừng cắt mỏng quá. Độ dày khoảng chừng 0,5 đến 1 cm là vừa các bạn, cắt mỏng quá ăn cũng không ngon.
Phần bao tử cắt xong á, mình sẽ cho vào nồi luôn. Cho phần bao tử vào đây luôn. Đảo lên một lần nữa, nấu sôi là mình có thể ra lẩu được rồi. Cái món này mình sẽ có thể ăn ra trên cái nồi mình để trên bếp ga hoặc bếp cồn á các bạn. Ăn nóng nó mới ngon, tại vì mình phải nhúng nhúng rau nữa. Sau khi đã múc ra nồi lẩu rồi, các bạn có thể trang trí lên thêm một ít nhánh tiêu xanh và vài cái hành lá cắt khúc. Món ăn này mình sẽ dọn kèm với một chén nước mắm mặn và vài lát ớt nè. Ăn với bún hoặc miến. Rau thì là rau cải xanh nè, mồng tơi, mướp. Các bạn có thể dùng thêm nấm kim châm, đồ cũng rất là ngon luôn á. Chúc các bạn và gia đình sẽ ngon miệng với món ăn này nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Nếu thấy thích, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.